Bạn mà đã đến kênh của mình giới thiệu với các bạn là hôm nay mình đang cuốc cua lạp khoai tây các bạn ạ. Mình làm khoai tây đấy các bạn. Dùng ở đây thối hết rồi các bạn. Ai thối rồi. Mình cũng thối rồi. Mình đang làm phải chơi đấy các bạn. Đúng rồi, tay đây nó thối hết rồi. Ngoài đây nó mình lại đúng rồi. Mình lấy lại cảnh khác đi. Bác gọi ngoài vườn cảnh đẹp lắm. Hả? Bác gọi ngoài vườn mình ngựa cảnh đẹp. Chờ 3 phút là được rồi này. Lấy nó mà lạc nhiều đó. Hết luôn. 3 phút rồi. Khoai tây luôn. Đang làm khoai tây các bạn nha. Có hai cái. Không có xúc đất bỏ trọng trồng rau mà đừng gọi. Chỉ xúc đất bỏ trọng mà xúc có tí thôi mà. Xúc bỏ trọng có tí thôi là trồng. Video của mình đến đây là xong. Xin chào tạm biệt.